Rồi em chào các bác nhé. Đây hôm nay em vừa về được con máy lướt xe nhé. Con này là máy từ này, của hiệu Cát Trơ nhé. Đây con này các bác phải nhìn về sau cơ. Đây này. Đây này. Đây, con này này. Này là hiệu Cát Trơ K2 này, 900 này. Đấy, con này là hàng nội địa Nhật nhé. Điện 100V này. Công suất 1,3 kW. Đấy, thông số đây nữa. Đấy, thì con này thì em có được bộ dây súng zin như thế này nhé. Dây này thì tầm 5 đến 6 mét gì đấy thôi, không được dài lắm nhé. Đấy, bên này có thêm cái bình hút xà phòng này cho các bác nữa. Thì máy em đã vệ sinh các thứ là ok hết rồi. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Con này là bản đấy nhá, bản là nắm mát bằng nước, có cách âm siêu êm luôn nhé. Đây, đây chưa giải tiết này. Đấy, bây giờ em sẽ cho tự hút ở trong xô ra luôn nhé. Đấy, bật máy này, bật máy. Đấy, máy đang chạy nhé. Gần như là các bác sẽ không nghe được tiếng máy luôn, để gần gần vào tiếng máy này. Đấy, tự hút nhé. Cái này em đang để ống xà phòng nên là nó sẽ xì sập bọt xà phòng nhé. Gần như không tiếng máy nhé, có mỗi tiếng nước này thôi đấy. Đang tự hút nha. Tự hút thì các bác nên không không cần lắp dây súng vội, để cho nó ấy đã, để cho nó hút xả e ra nhanh hơn nhé. Lắp dây súng vào nó xả lâu hơn, phải đợi lâu. Đấy, ấn vào phát là xong. Đây có ống hút xà phòng một, bật lên nhé. Đấy, cực kỳ êm luôn nhé. Đấy. Ở đây bộ dây súng đi theo thì em chỉ có cái vòi xịt mềm này nhé. Đấy, không phải vòi xịt turbo nên là nó sẽ xịt rất là mịn nhé. Đấy, còn nếu mà có đầu xịt turbo thì vào đây thì nó sẽ rất là mạnh. Đấy, con này thì em lấy được cái bình xà phòng ngoài của một con máy khác để vào để tặng cho bác đi theo luôn. Để xịt xà phòng thì ấn cái đầu này ra này, tháo cái đầu này ra này, có xịt là nó sẽ ra xà phòng nhé. Đấy, nó hút xà phòng từ dưới này này. Đấy, hút lên này. Đấy, xà phòng cái ra này, bọt này. Đấy, nó bọt. Xà phòng em pha nhẹ nhẹ lượng thôi nên là nó bọt nó không nhiều. Đấy. Đấy. Cái này để các bác xịt lên xe, lên cổ thứ nhá. Xong rồi nắp cái đầu này vào là xịt rửa luôn nhé. Máy rất êm nhá. Con này bao lên các bác không? Không có ngồi. Rồi, bác nào ưng bộ này với em nhé. Cảm ơn.